5 sao trẻ tài năng tỏa sáng trên màn ảnh Hoa ngữ nửa đầu năm 2017. Thứ nhất, Địch Lệ nhiệt ba. Trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình, ngoài một Bạch Thiển xinh đẹp sắc sảo khiến con dân tứ hải bắt hoang khó rời mắt, thì một Phượng Cửu là nhân vật nữ thứ hai thu hút sự chú ý quan tâm đặc biệt từ phía khán giả. Ngoại hình lung linh, khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ qua từng bộ phim, cùng với việc tham gia vào chương trình hút khách Keep Running Man Brother đình đám, Địch Lệ nhiệt ba đang là một hiện tượng mỹ nhân được đánh giá là tài sắc vẹn toàn mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Tin chắc rằng với tài năng ngày một tỏa sáng cùng định hướng hợp lý của người đẹp Dương Mịch, Địch Lệ nhiệt ba chắc chắn sẽ trở thành cơn sốt không thể nào bỏ qua của truyền thông và dư luận trong tương lai. Thứ hai, Đậu Kiêu. Từ nam chính trong bộ phim Chuyện tình dưới cây táo gai của Trương Nghệ Mưu đến Yến Tuân Thế Tử của Sở Kiều Truyện đã và đang khiến Đậu Kiêu trở thành nam nghệ sĩ trẻ điển trai, có khả năng diễn xuất thuyết phục khán giả và được săn đón nhiều nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Sự biến hóa trong cách diễn xuất, ngoại hình điển trai và nụ cười tỏa nắng vạn người mê sẽ là hành trang đắt giá mà nam diễn viên này mang theo để từng bước chinh phục khán giả trong tương lai không xa. Thứ ba, Trương Bân Bân. Sau Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình, tên tuổi của Trương Bân Bân trở thành một trong những nam diễn viên trẻ được nhiều nhà sản xuất phim cổ trang lẫn hiện đại quan tâm đặc biệt với ngoại hình nam tính, cùng với khả năng diễn xuất ngày càng thuyết phục người xem. Cũng như Địch Lệ nhiệt ba, gà cưng của Dương Mịch cũng sẽ trở thành hiện tượng được nhiều khán giả mến mộ trong một tương lai không xa. Thứ tư, Tuân Di. Từng bước gây sốt bằng một gương mặt mang vẻ đẹp của người đẹp Lý Thấm, Tuân Di được biết đến là một trong những ngôi sao trẻ với nội lực diễn xuất thuyết phục trên màn ảnh qua dự án Bởi Vì Gặp Em. Tuy chỉ đóng vai phụ nhưng vẻ đẹp ưa nhìn cùng diễn xuất gây chú ý đã khiến cô nàng bé nhỏ như Tuân Di được đông đảo khán giả yêu mến và đánh giá là một trong những tên tuổi trẻ đáng để điểm mặt trên màn ảnh Hoa ngữ lúc này. Không chỉ khiến khán giả chú ý bằng ngoại hình cùng khả năng diễn xuất, chuyện tình yêu giữa Tuân Di và Đồng Tử Kiện và tin tức sắp kết hôn sinh con của cả hai cũng tốn nhiều giấy mực của truyền thông Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Thứ năm, Đặng Luân. Vai nam chính Lý Văn Khải của Bởi Vì Gặp Em, Tạ Đồng trong Hoan Lạc Tụng 2 và Thái Tử Tiêu Sách của Sở Kiều Truyện khiến Đặng Luân trở thành nam nghệ sĩ trẻ đắt giá của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Không chỉ cuốn hút bằng ngoại hình điển trai, Đặng Luân còn khiến nhiều khán giả theo dõi truyền hình ngây ngất với khả năng nhập vai xuất thần. Nếu có định hướng tốt trong sự nghiệp cùng sức bật ấn tượng, việc trở thành tiểu sinh được nhiều nhà sản xuất săn đón là một tương lai không xa với nam diễn viên này.